Xin chào mừng quý vị và các bạn khán giả đã quay lại với series Bước ngoặt trận đấu. WCS Việt Nam 2022 hiện tại đã đi được hơn một nửa chặng đường. Và tâm điểm của tuần thi đấu vừa qua chắc chắn là trận đấu giữa Team Flash và IA Sport. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng phân tích lại pha giao tranh tuyệt vời ở phút thứ 25 của ván đấu thứ nhất trong kèo đấu BO3 này. Trong pha thi đấu này, IA Sport là đội phát động giao tranh. Đây là quyết định có cơ sở. Thứ nhất, Sai đã lộ diện ở khu vực đường trên, đồng nghĩa với việc IA Sport đang hơn người. Thứ hai, tất cả các chiêu cuối của đội hình IA Sport đều đã sẵn sàng, trong khi Coyote vừa mới mất thùng rượu nổ ngay trước đó để cấu máu Yonti và Yiwan. Tuy nhiên, trong pha thi đấu này, tất cả các thành viên IA Sport lúc này đều chưa hồi tốc biến. Vì vậy, có thể hiểu rằng đây là quyết định giao tranh tấp tay và không có đường lui của đội quân Tam Giác Quỷ. Toxicway khởi đầu bằng cú bắt giữ chính xác vào Coyote. Awaka lập tức áp sát với Dragon Hextech. Yonti từ xa cũng kịp thời tiếp ứng bằng một combo cầu sấm cộng gia tốc. Thế nhưng, những bước đáp trả sau đó của Coyote và Ellie khiến tất cả nỗ lực dứt điểm mục tiêu của IA Sport tan thành mây khói. Ngay khi vừa chớm thấy đối thủ muốn bắt chết mình, Coyote ngay lập tức sử dụng chiêu 2 xoay quá hóa cuồng, khiến lượng sát thương phải gánh chịu giảm đi 17%. Cùng với lối giáp ảo bổ sung của mùa lợi đồng đất, lượng máu của Coyote mất đi chẳng đáng là bao. Sau đó, anh sử dụng đồng hồ cát kịp thời, outplay hoàn toàn combo chiêu thức gồm đánh thọt, tăng sát, đôi cánh chiến trận tung ra bởi Toxicway và Ohaka. Ở tuyến sau, Ellie sử dụng đai lưng Hextech hợp lý để giữ khoảng cách an toàn, đồng thời tung ra sợi xích tội lỗi chính xác vào Toxicway, khiến 4 người còn lại của IA Sport phải lui lại một nhịp để tránh hiệu ứng trói chân lan rộng của chiêu thức này. Nỗ lực của Coyote và Ellie giúp cho Sai và MT có đủ thời gian để tiếp ứng. Chưa kể, sát thương từ mũi tên xuyên phá của Ellie và cú đánh thường được cường hóa bởi hiệu ứng xoay quá hóa cuồng của Coyote trước đó, khiến lượng máu của Toxicway lúc này chỉ còn một nửa. Đến đây, Team Flash xem như có pha setup tốt trong một tình huống phản công. MT khởi đầu pha phản công của Team Flash bằng cú hủy diệt đấu trường nhắm thẳng vào Toxicway. Lúc này, LDT của IA Sport phạm phải hai sai lầm chết người. Đầu tiên, trong tình thế không có cả tốc biến lẫn đồng hồ cát, đáng lẽ LDT phải vô cùng cẩn trọng. Tuy nhiên, tuyển thủ này lại bỗng dưng mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, hứng chọn sát thương từ cú đáp đất kết hợp với combo song thủ trưởng cùng thủ quyền của MT, mũi tên xuyên phá của Ellie, đánh thường của Sai và phải lên bảng điểm số. Thứ hai, việc LDT sử dụng bùng cháy và vệt lửa tấn công MT trước đó khiến anh không còn đủ bộ chiêu thức kết hợp với bão lửa để kích hoạt 3 stack nội tại bóng. Thậm chí, cú bão lửa trong tuyệt vọng của LDT cũng chỉ trúng vào hai thành viên của Team Flash là MT và Sai. MT lúc này đã có mặt nạ vực thẳm, còn Sai có lớp giáp phép đến từ nội tại chống chịu thích ứng, giúp cho họ hoàn toàn bình yên vô sự. IA Sport phản ứng lại tình huống này cũng rất nhanh chóng. Nhận thấy góc giao tranh quá xấu của Toxicway và LDT, ba người còn lại của IS ngay lập tức chuyển hướng dồn sát thương vào Jisoo đang đơn độc ở cánh còn lại và tiễn người đi rừng của Team Flash lên bảng điểm số. Kết thúc nhịp 1 của giao tranh, hai bên đều chịu thiệt hại đáng kể. IA Sport mất sát thương diện rộng của LDT, còn Team Flash mất Jisoo, người đi rừng và là người duy nhất trong team có rìu đen. Giao tranh nhịp 2 bắt đầu bằng cú siêu hùng giáng thế của Awaka hất tung được MT và Sai. Awaka thậm chí đã tính toán rất kỹ thời điểm, đợi cho Yonti và Yiwan hạ gục được Jisoo, sẵn sàng cho nhịp giao tranh tiếp theo, rồi mới tung ra chiêu cuối. Thế nhưng, đây cũng là lúc đội hình giao tranh của IA Sport bắt đầu có sự chật choạc. Yonti phạm sai lầm khi đổi vũ khí sang dạng súng. Có thể mục đích của tuyển thủ này muốn sử dụng tích tụ để có được 3 đòn đánh cường hóa khi chuyển vũ khí trở lại thành dạng búa. Thế nhưng, động thái này lại vô tình dẫn đến hệ quả là sát thương đầu ra của Yonti bị giảm đi đáng kể trong suốt 4 giây sau đó. Thậm chí là cú cầu sống còn bị chặn hoàn toàn bởi Sai. Nếu Yonti cứ duy trì vũ khí ở dạng búa, thì khoảng thời gian 5 giây kể từ khi anh ta tham gia hạ gục Jisoo đến khi bắt đầu nhịp 2 của giao tranh là đủ để hồi lại bộ combo gồm chỉ thiên, sấm chớp vang rền và lôi phạt. Lượng sát thương đầu ra và độ khó chịu chắc chắn là nhiều hơn hẳn so với dạng súng. Còn về phần Toxicway, mặc dù lên cả tam hợp kiếm và đao tím để bổ sung tốc độ đánh, nhưng việc phải chống chịu sát thương trong thời gian quá lâu khiến Toxicway không thể thoải mái tung ra những cú đánh thường để tích lũy đủ 5 stack nội tại xuất huyết. Máy chém no search được tung ra khi chỉ mới đạt được 2 stack, không đủ để giúp cho Toxicway tước đi mạng sống của MT. Và trong khi đối thủ gặp khó khăn trong việc gây sát thương ở nhịp 2 của giao tranh, thì Sai, Ellie và Coyote của Team Flash lại thi nhau tỏa sáng. Coyote chọn được thời điểm hoàn hảo, né được cú siêu hùng giáng thế của AHK, để rồi sau đó lăn bụng tốc biến khống chế AHK và Yiwan, đồng thời để lại một cú lăn thùng rượu làm mềm đối thủ. Sai tung ra bộ combo chớp nhoáng gồm đá quét chiến thuật, đu dây móc và giao thức chuẩn xác chỉ trong một giây, khiến AHK bay màu.
Ellie từ tiếng sau thoải mái tung ra lần lượt mũi tên xuyên phá và mưa tên, trúng rất nhiều mục tiêu của đối thủ. Và khi mà MT nhận được tín hiệu quay trở lại chiến trường, thì đó cũng là lúc mà EA Sports chính thức tan vỡ trong pha giao tranh then chốt này. Khi Hùng đến sẽ đập xuống, bất tông được hai người, có Hùng thương được người. Bên phía của Từ Văn Thọ vẫn đang có tài đánh lên trong pha này khi mà Ellie anh ta được bắn rất nhiều đang có dành cho sai. Quả là những tinh thần đang được đợi hồi sinh, song đối trưởng nó không chung. Một người đã phải nằm xuống từ phía của Từ Văn nữa, đó chính là cô Dâu Tây. Dù thất bại trong ván đấu này, nhưng EA Sports cùng với Team Flash đã tạo nên ván đấu đôi công hay nhất từ trước đến nay của WCS Việt Nam 2022. Không chỉ bởi pha giao tranh này, mà còn rất nhiều những pha xử lý đẳng cấp khác trong xuyên suốt ván đấu của các tuyển thủ hai bên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn khán giả đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại tại các số bước ngoặt trận đấu lần sau.